Xin chào mọi người, mình là Huỳnh Sachi đây. Thì hôm nay các bạn có thể thấy đây là một cái chú cảnh sát giao thông. Họ đang hướng dẫn cho những cái đứa nhỏ này nó học luật lệ giao thông. Thì học cách qua đường thì ở trên đây nó có một cái màn hình chiếu ba phía trước, phía bên phải và phía bên trái. Thì mấy em nhỏ này sẽ bước trên cái bục này và nó chạy qua cái bục này. Và nhiệm vụ của nó là phải quan sát phía trước, phía trái và phía phải để nó qua đường. Cách này nó vừa thú vị mà nó vừa an toàn cho mấy đứa em bé này nữa. Nè, các bạn có thể thấy thì nó sử dụng phần mềm này, thì khi mà các em nhỏ nó đứng trên cái này thì nó rất là chân thật. Đó, các bạn có thấy không? Đó, nếu mà em nhỏ này nó chạy, mà tại vì cái xe này nó chạy tới rồi mà nó lại tiếp tục chạy mà nó không dừng lại, thì do lúc nãy là em bé này nó chạy qua luôn mà nó không có nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, nên cái đèn báo đỏ là có nghĩa là xe nó đã tới và nó đã bị tai nạn. Thì bây giờ nó tiếp tục lại được hướng dẫn và tuyệt thực hành lại một lần nữa. Đó, khi mà nó dậm chạy lên cái bục này thì cái màn hình nó sẽ di chuyển, nó giúp cho em nó quan sát kỹ hơn. Và cái màn hình nó có phía bên trái và phía bên phải, các bạn thấy không? Như vậy nó vừa tiện lợi vừa an toàn mà nó lại vừa nhớ lâu nữa, tại vì nó thực tế hơn là khi mà các bạn dạy thiết khang. Còn nếu mà dạy ngoài đường thì quá nguy hiểm. Thật sự luật giao thông của Nhật á là nó bên trái chứ không phải là bên phải giống như Việt Nam. Đi trên đường, chạy xe hoặc là đi thang máy, thang cuốn thì cũng là đi bên trái chứ không đi bên phải. Và luật của Nhật Bản nó rất là nghiêm khắc. Ai mà phạm luật á thì người đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đèn đỏ là tuyệt đối phải dừng, tại khi mà ở Nhật á, khi mà đèn xanh á, người ta không giống như Việt Nam là còn phải chờ coi có ai vượt đèn không. Đặc biệt đèn xanh là tới tín hiệu của người ta là người ta phóng một cái phút. Rất là lần đầu mình rất là hết hồn luôn. Người ta phóng một cái hùng luôn á. Nếu mà mình vượt đèn là chỉ có đụng bên sáng thôi. Vừa đụng bên sáng mà vừa phải đền tiền cho người ta nữa. Rất là nguy hiểm. Tại vì á, người ta không có nghĩ là sẽ có người vượt đèn giống như bên mình, nên người ta cứ thế là lao đi thôi. Và đặc biệt là ở Nhật á, thì người đi bộ là được ưu tiên nhất. Khi mà mình đi xe đạp mà mình thấy người đi bộ phía trước á, mình cũng không có được kêu người ta nhường đường cho mình đi đó. Mình đợi chừng nào người ta thấy mình, người ta nhường thôi, mình cũng chẳng biết sao. Thứ hai là khi mà đi trên thang cuốn á, người ta cũng chỉ đi nép vào phía bên trái thôi. Còn phía bên phải thì để dành cho những người nào vội vàng, người ta đi ra. Cái điều đó là một cái điều rất là hay của Nhật. Mà nếu mà các bạn có đi qua Nhật học tập, sinh sống, làm việc hay là đi du lịch thì nên chú ý. Sau đây các bạn cũng có thể thấy là đây là người Nhật, người ta đi lên thang máy và người ta rất là ý thức, người ta xếp hàng về bên phía bên trái. Còn những ai vội giống như trễ tàu hoặc là gặp bạn bè gì có việc bận gì đó thì người ta sẽ đi về phía bên phải. Thì ở thang máy, trên đường hoặc là bất cứ đâu cũng vậy thì người ta có thói quen xếp hàng. Dẫu cho không ai bảo ai thì người Nhật vẫn có thói quen xếp hàng như vậy, rất là văn minh và lịch sự. Vì vậy Nhật Bản được là gọi là một trong những nơi đáng sống nhất. Thì không phải là xếp hàng về phía bên trái, mà đôi khi các bạn đi du lịch thì các bạn cũng có thể thấy người ta xếp hàng về hoặc là đi về hướng bên phía bên phải. Thì đó là khu vực Osaka, tại vì do là lượng khách du lịch ở Osaka rất là nhiều nên người ta cũng biết là khách du lịch thuận phía bên phải nên người ta cũng xếp hàng về phía bên phải. Thì nếu mà bạn sang du lịch hoặc là mới sang du học hoặc là thực tập thì các bạn cứ thấy là người ta xếp hàng phía bên nào thì các bạn cứ xếp hàng phía bên đó là được. Các bạn đừng có đứng ngược hướng với người ta, nghĩ là nó còn trống thì mình cứ đứng thì không đúng, tại vì phía đó là người ta vẫn chờ. Người Nhật họ rất là quy củ nên họ sẽ không đi ra mà nhắc nhở bạn, nhưng mà họ dành một cái ánh mắt không có thiện cảm đối với người nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam. Nên các bạn khi mà chú ý những cái nhỏ nhặt như vậy thì khi bạn sang nước Nhật á thì các bạn sẽ được quý mến hơn và các bạn sẽ được người Nhật thân thiện và cởi mở hơn với các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình, nhớ like kênh nhé.